thủ chọn biểu tượng kim cương phía trên cùng. Chọn mục nạp thẻ qua Red. Sau đó chọn mục nạp qua Red. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến giao diện nạp tại webmobi.pay.zing.vn/coolpay. Các xạ thủ kiểm tra thông tin nhân vật của mình xem đã chính xác chưa. Chọn gói vật phẩm cần mua. Chọn phương thức thanh toán gồm nạp thẻ điện thoại, nạp thẻ Zing, nạp thẻ ATM hoặc e-banking, nạp thẻ tín dụng, thanh toán bằng Visa LoPay. Chúc các xạ thủ thành công. Gần bao cảm xúc đến từ đầu ngón tay.